Tối hôm qua, ngày 30 tháng 11, tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An 1030-2020 và đón bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn. Về dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Danh xưng Nghệ An xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1030 dưới triều vua Lý Thái Tông, khi nhà vua cho đổi tên gọi Hoan Châu thành Châu Nghệ An. Từ đó, danh xưng Nghệ An trở thành tên gọi gắn liền vào lịch sử hào hùng của dân tộc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao về những thành tựu to lớn mà Nghệ An đã đạt được trong những năm qua. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh có bước phát triển nhanh và vững chắc hơn trong thời gian tới. Qua bao đời nay, trên mảnh đất thường xuyên phải chịu nhiều hậu quả của thiên tai khắc nghiệt, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn vất vả. Người Nghệ An vẫn luôn sáng ngời đức tính cần cù, chịu khó, sáng tạo, hiếu học, yêu nước, nhân văn, anh dũng và cách mạng. Đặc biệt, mảnh đất địa linh như kiệt này đã sinh ra lớp lớp hào kiệt, trong đó có vị lãnh tụ vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh. Sinh thời, Bác Hồ luôn hướng về quê hương với tình cảm thiêng liêng sâu đậm, mong mỏi Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất của miền Bắc. Đảng, Nhà nước trong suốt thời gian qua cũng luôn quan tâm, tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi để Nghệ An phát triển. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng với truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương xứ Nghệ nói riêng sẽ là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An biến khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam. Dịp này, tỉnh Nghệ An cũng vinh dự được đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An. Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 mới nhất, lệnh phong tỏa đang được siết chặt tại những địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh mà bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 từ nam tiếp viên hàng không đã có mặt trong thời gian nhiễm bệnh. Đến nay đã xác định được 192 người ngoài cộng đồng tiếp xúc với ca bệnh. Phản ánh của phóng viên VTC1. Ngay sau khi xác định 2 ca mắc mới COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là bệnh nhân 1342, một nam tiếp viên của hãng Vietnam Airlines và bệnh nhân 1347, tức là bạn của bệnh nhân 1342, thì ngành y tế thành phố đã thực hiện hàng loạt các biện pháp, thực hiện cách ly cho 235 người với hai biện pháp là cách ly tập trung và cách ly tại nhà, đồng thời thực hiện khử khuẩn tại tất cả những cái địa điểm mà các bệnh nhân này đã có cái hành trình đi qua. Riêng với đoàn tiếp viên Vietnam Airlines thì ở địa điểm 115 Hồng Hà thì trước đây được sử dụng là điểm cách ly phía Nam dành cho tiếp viên của hãng hàng không này, thì tất cả tiếp viên đều đã được chuyển xuống khu cách ly tập trung tại Củ Chi. Những cái địa điểm mà bệnh nhân số 1347 di chuyển qua thì có thể nói là tập trung rất đông người, như quán karaoke, trung tâm Anh ngữ, các quán cà phê hoặc là trung tâm thương mại. Do đó thì Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khử khuẩn ngưng hoạt động tất cả những cái địa điểm này. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân thành phố trong bối cảnh hiện tại vẫn phải nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang và rửa tay bằng các dung dịch sát khuẩn. Đây cũng là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất cho đến nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến 2 ca nhiễm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trong bản tin tiếp theo. Sau ca bệnh 1347 lây nhiễm từ người bị cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh được công bố chiều hôm qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có công điện yêu cầu giám sát chặt người nhập cảnh, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân làm lây lan dịch. Theo công điện do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ký, gửi các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Ngoại giao và các Ủy ban Nhân dân tỉnh thành, Ban Chỉ đạo cho biết tiếp tục quán triệt chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, gắn trách nhiệm với địa phương đơn vị trong triển khai phòng chống dịch. Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tổ chức giám sát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, biên giới đường bộ, đường biển, rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài, ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Tại các khu cách ly, yêu cầu không để người không có trách nhiệm vào khu cách ly và yêu cầu những người được cách ly thực hiện đúng quy định, thường xuyên đeo khẩu trang, không tiếp xúc gần với người xung quanh. Cơ quan chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú, đánh giá và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về cách ly và làm lây lan dịch ra cộng đồng. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm cho tuyến quốc lộ 27C đoạn đèo Khánh Lê Lâm Đồng bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc lưu thông. Lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục sự cố, tuy nhiên do mưa lớn còn kéo dài, nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông vẫn còn tiếp diễn trên đèo Khánh Lê Lâm Đồng.
Vụ sạt lở xảy ra tại km 60 cộng 590 quốc lộ 27C thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh. Ước tính sơ bộ có hơn 1.000 mét khối đất đá bị sạt lở tràn xuống mặt đường. Sự cố khiến giao thông trên tuyến đèo Khánh Lê Lâm Đồng bị chia cắt. Lực lượng bảo trì đường bộ đã tiến hành khắc phục một phần sự cố, thông một làn đường nhằm hạn chế ách tắc. Tiếp nhận thông tin của tuần đường để báo cáo thông tin sạt thì hệ quản lý đường bộ để bố trí lực lượng và xe cơ giới lên tiến hành vận chuyển đất. Sáng nay thì tiếp tục thời tiết cũng diễn biến xấu, anh em cũng cố gắng hoàn thành phần mái ta luy dương, phần còn lại sẽ cho hút đất đá khơi thông rãnh để thoát nước tuyến an toàn. Do mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trong ngày hôm nay, nước từ thượng nguồn chảy tràn xuống mặt đường ngày càng nhiều. Đồng thời sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn đã gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Đáng chú ý, một số điểm sạt lở mới cũng đã xuất hiện. Với thời tiết thế này dự báo thì thời gian tới thì mưa dài thì hạt cũng bố trí lực lượng anh em tuần đường đi kiểm tra liên tục và có lập hai chốt trên tuyến cùng với thiết bị, cũng có bố trí xe đào, xe bin trên cực sẵn trên tuyến. Thì có xe thì chủ động để triển khai ngay để đảm bảo lưu thông tuyến. Thống kê từ ngành chức năng, trên tuyến quốc lộ 27C còn tồn tại 15 điểm thường xuyên xảy ra sạt lở. Trong đó có 5 vị trí đặc biệt nghiêm trọng, có thể xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng lớn. Do đó, công tác bảo trì đường bộ, gia cố các điểm xung yếu đang được ngành chức năng chú trọng thực hiện trong mùa mưa bão, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện. Liên tiếp trong vòng hơn một tháng, các tỉnh miền Trung phải hứng chịu 8 cơn bão, 6 trận lũ. Bão chồng bão, lũ chồng lũ đã gây thiệt hại về kinh tế trên 30.000 tỷ đồng. Bão lũ đi qua, công cuộc tái thiết ổn định lại cuộc sống của người dân gặp khó khăn trăm bề. Đợt lũ tháng 10 vừa qua làm gần 200 hecta rau màu của người dân ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị mất trắng. Để kịp có nguồn thu trang trải sinh hoạt và chuẩn bị Tết, người người lại ra đồng tất bật trồng cấy lại. Bằng nguồn vốn của gia đình và sức lực của hai vợ chồng cố gắng làm để mà cải thiện lại kinh tế gia đình, tiến hành cuộc tay và gieo tất cả các loại giống. 6 tỉnh miền Trung hiện có hơn 2.600 hecta đất nông nghiệp bị vùi lấp, gần 750 km kênh mương bị hư hỏng và bồi lấp. Vấn đề cơ bản nhất bây giờ là khắc phục để sản xuất. Huy động tất cả các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở để mà tập trung vệ sinh môi trường, cải tạo là những cái vùng bồi lấp. Những cái vùng mà có thể là bồi lấp sâu thì chúng ta chuyển qua trồng lại những cái cây rau màu mà có hiệu quả cao hơn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã tiến hành tổ chức hội nghị để bàn về những giải pháp thúc đẩy phục hồi sản xuất nông nghiệp, các vấn đề về quy hoạch lại sản xuất phù hợp với điều kiện vùng lũ, nguy cơ sạt lở cao, quy hoạch chuyển đổi đất, cây trồng, thời vụ, quy hoạch và đầu tư hạ tầng sản xuất, hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai bền vững. Chúng ta dồn sức lực tổng thể, cả nguồn nhân lực, vật lực để thúc đẩy làm sao nhanh hơn công tác phục hồi, bao gồm các nhóm biện pháp ngắn hạn, dài hạn, trung hạn, tăng gia sản xuất các nhóm đối tượng ngắn ngày, đánh giá lại toàn bộ để tái cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ban ngành doanh nghiệp bước đầu đã hỗ trợ các loại giống cây trồng vật nuôi ngắn ngày cho người dân. Tuy nhiên, lâu dài, rất cần chính phủ hỗ trợ cho các nhóm cơ chế chính sách nguồn lực về trung hạn và dài hạn, bởi thiệt hại quá lớn với các tỉnh miền Trung chưa thể khắc phục một sớm một chiều. Cách đây gần 2 tháng, 4 toa của đoàn tàu đầu tiên trong dự án đường thắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đã được vận chuyển từ Pháp về đến khu vực depot Nhổn. Đây là dự án thí điểm của thành phố Hà Nội trong việc triển khai đường sắt đô thị. Do vậy, điểm nổi bật của tuyến metro này là việc ứng dụng công nghệ hiện đại, không chỉ đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả khai thác mà còn tiết kiệm năng lượng, giảm tác động tới môi trường. Đây là các toa tàu tiêu thụ ít năng lượng, chỉ bằng 1/3 so với xe buýt và 1/4 so với xe ô tô cá nhân. Trong đó, hệ thống toa tàu được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất của Pháp và các nước châu Âu hiện nay. Công nghệ này hiện đang được sử dụng ở 25% hệ thống metro trên thế giới.
Hệ thống sử dụng phương thức đóng đường di động bảo vệ tàu tự động giúp rút ngắn thời gian giãn cách hay giãn cách chạy tàu giữa các đoàn tàu, có thể vận hành nhiều tàu hơn trong khi vẫn đảm bảo được an toàn chạy tàu. Đây là hệ thống có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng tới 30%, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường sắt nội đô. Năng lực vận chuyển của tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội khoảng 8.600 hành khách mỗi giờ và mỗi chiều trong thời gian đầu, trước khi tăng lên 23.900 hành khách mỗi giờ vào năm 2025. Điều đó cho phép giảm thiểu 20.000 tấn khí CO2 phát thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm, góp phần vào công cuộc chống biến đổi khí hậu. Luôn luôn tuân thủ các cái tiêu chí. Thứ nhất là đoàn tàu metro phải thân thiện với môi trường. Thứ hai là cái mức tiêu thụ năng lượng là giảm thiểu. Là chúng tôi đoàn tàu này thì chúng tôi có thể giảm được khoảng độ 20 đến 25% cái năng lượng tiêu thụ so với các cái đoàn tàu đang vận hành ở trên thế giới. Và cái thứ ba là chúng tôi rất quan tâm tới cái vấn đề bảo vệ môi trường, có nghĩa là 96% cái vật liệu mà chế tạo nên đoàn tàu sẽ được tái chế khi mà đoàn tàu hết tuổi thọ. Hiện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đã xây dựng chương trình đánh giá công tác nghiệm thu căn chỉnh, đánh giá an toàn hệ thống, đáp ứng nhu cầu dự án đề ra. Mục tiêu đưa vào khai thác thương mại trước đoạn trên cao là 8,5 km từ Nhổn đến ga S8 vào cuối năm 2021. Còn đối với đoạn đi ngầm dài 4 km sẽ được khai thác vào năm 2022. Thưa quý vị, với hơn 40.000 di tích và khoảng hơn 3.000 di tích được xếp hạng là di tích cấp quốc gia, nước ta có nhiều lợi thế tiềm năng để xây dựng và phát triển các di tích, danh thắng thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa riêng. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác giám sát, quản lý trùng tu, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích văn hóa vẫn tồn tại một số hạn chế, khiến một số di tích bị xâm hại, ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Năm 1993, chùa Bảo Phúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Theo tích xưa ghi lại, đây là nơi trước kia Vua Lý Nam Đế đã từng ở. Một di tích văn hóa, tâm linh, tưởng rằng phải được gìn giữ, bảo tồn, thì nay lại bị hạ giải, rồi bỏ đó. Những pho tượng đã mục ải, những cấu kiện của ngôi chùa cổ cũng mục ruỗng bởi công trình đã tạm dừng thi công quá lâu. Phá hết rồi còn có giữ gì nữa đâu, không còn gì nữa. Nếu phá thì tôi cũng chả biết, chắc củi kiếc là bỏ hết ra đây rồi làm gì nữa. Đấy bây giờ toàn làm toàn bằng mới. Đấy bây giờ làm kiểu khác. Nhưng ngày xưa là các cụ là kiểu khác. Hiện trạng đang dở của di tích này đã được phản ánh. Ngay sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã có văn bản phản hồi. Văn bản ghi rõ, để di tích quốc gia chùa Bảo Phúc chưa thể hoàn thiện bởi chủ đầu tư chưa thực hiện đúng, nghiêm quy định của luật di sản. Trong đó, tự ý mở rộng quy mô, tự ý tháo dỡ khi chưa được Cục Di sản Văn hóa chấp thuận điều chỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức chưa có biện pháp xử lý đối với tổ chức cá nhân tới di tích tu bổ dở dang, gây bức xúc trong dư luận. Rất tiếc ở đây thì là chủ đầu tư đã chưa làm tròn trách nhiệm, cho nên là nó xảy ra những cái tình trạng là một số cấu kiện là đã bị mục và một số tượng đất là cũng đã bị rơi rụng. Do là không phải là cái chủ đầu tư chuyên ngành, thế cho nên là cái công tác mà quản lý trên cái công trường, trên cái dự án tu bổ là nó cũng sẽ có những cái mà nó chưa tuân thủ được đầy đủ theo quy định pháp luật về di sản văn hóa. Cái gì mà đã làm mới nhưng mà phải chưa có ý kiến của bộ và ngành văn hóa, đấy, thì cái đấy là thuộc trách nhiệm của địa phương. Trong cái việc điều chỉnh dự án này cũng cần phải tuân thủ cái nguyên tắc của cái mà thông tư 15 đã quy định. Chúng ta có thể hoàn toàn dựng lại được một cái ngôi đình cũ trên đúng cái vị trí của nó. Vấn đề di tích bị xâm hại, xuống cấp diễn ra muôn hình vạn trạng do nhiều nguyên nhân. Có thể do thời gian, thời tiết, khí hậu. Tuy nhiên, đáng tiếc một phần nguyên nhân lại do việc tu bổ, tôn tạo không được thực hiện đúng quy định, quy trình, nguyên tắc cơ bản. Điều này đã xảy ra tại nhiều địa phương thời gian qua. Qua rất nhiều di tích bị phá, ví dụ như Lương Xá rồi rất nhiều vân vân và vân vân, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ phải thay đổi về cái phân cấp quản lý di tích tại cái địa phương, không để cho chính quyền tự động làm như này, phải có bàn tay của các nhà khoa học tham gia và cùng quản lý. Đập cũ và xây mới có thể là biểu trưng cho sự phát triển hiện đại. Thế nhưng, với một di tích bị xâm hại, không còn yếu tố gốc, có thể vĩnh viễn mất đi giá trị lịch sử vốn có. Đó sẽ là sự đứt gãy về văn hóa qua mỗi thế hệ nếu không biết trân trọng, gìn giữ,